Hello, kính chào đại gia đình của Chánh trên kênh gia đình mình nha. Thì hai vợ chồng bây giờ là đang trên mấy đường quay trở về Mỹ với Ryan nè. Đó. Đó, em chào mọi người kìa. Đó, anh mình đang ngồi trên máy bay nha, cô chú. Mình gia đình mình ngồi một cái dãy ghế như thế này là có cho anh ngồi tí nữa ngủ nè. Bật lên leo cho anh ngủ luôn. Chuyến bay hôm nay là full luôn nha. Mình đi của hãng Nhật. Cái gì con? Cái gì lên thì ông phá ông cái gì ông đò mò đó. Anh coi cái đồ bấm mà. Giờ mình bay qua nhưng mình quá cảnh ở Nhật xong mình mới về tới San Francisco rồi chú Hình với cô Liễu ra đón. Anh ơi. Giờ con đi đâu? Về đâu? Trời ơi, nó biết về Mỹ luôn á ta. Về Mỹ làm cái gì ta? Con mở ra con làm cái gì? Có ăn hả? Có đồ ăn đâu mà ăn. Em bé lần này đi thứ ba, đi máy bay lần thứ ba, thứ bốn gì nữa đó không cả nhà. Thứ ba, thứ tư gì đó, em cũng quen rồi. Ừ, lớn lên máy bay nghịch, hồi nhỏ anh ngồi im mà. Anh lớn lên anh tấy ngoái cái gì anh cũng... mình có đặt đồ ăn cho em bé nên người ta sẽ dán cái này để người ta ký hiệu là em có đồ ăn của em bé này đó. Không biết tí nữa đồ ăn ra là gì rồi. Con chào bà cô chú dữ vậy đó hả? Trời ơi nó ngồi á. Tí nữa con lên con phải đeo dây an toàn vô nghe không? Trời ơi đâu có đeo được đâu mà có một đeo trời. Nhưng mà anh đâu có nghe coi có hiểu gì đâu. Anh hiểu, con nhìn ra cho ba coi. Nó không hoạt động. Anh nói nó không hoạt động. Nó hoạt động không? Con biết cái gì không rồi mà không hoạt động. Để mày gắm vô. Gắm vô sao ta? Gắm vô đâu vậy? Như ở đây nè. Bên em á, bên này nè. Nè, mày gắm đây chưa? Rồi, anh nghe không? Anh nghe thử đi. Alo. 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 Con phải nói với bà quê là con nói ba alo. Alo. Ba nói gì không? Ba nói gì không? Alo. Alo. Có ai bắt máy hình không ta? Có ai bắt máy hình không? Có ai bắt máy không con? Có ai bắt máy con không? Rồi, không ai bắt máy hình luôn. Không, bà cô chú lên đây chị tiếp viên cho mình bánh với ly nước cam. Bà cô chú thấy vừa ăn vừa dịp chân. Đi chuyến bay sớm quá nên là 3 giờ thức rồi nên ai cũng mệt đó. Bà Chánh cũng ngủ luôn. Ngon không con? Ba ăn ngon không? Ngon mà. Không có chịu mặc áo lạnh không bà cô chú ơi. Bên đây áo lạnh quá mà ảnh không lạnh luôn. Phần người lớn có kem, có
xem là ngon quá. Đây là bị lạnh nè. Đây là cái bị lạnh, cái đổ nước cái này như nước tương á, để mình ăn thử đó. Nước sốt ha. À. Anh ăn thử đi. Là con muỗng nè. Nước tương của Nhật. Nó hơi mặn mặn, nó hơi chua chua. Nhưng mà ăn với cái bún cái mì này là rất là bắt nha. Có hành, có gừng. Ăn nước thơm cả nhà. Còn con ăn gì? Con ăn kem hả? Cái này ăn khai vị là hợp luôn á. Cái này cho ăn ăn ok. Xíu đi cho nó lát nó chảy ra con ăn. Nên mày để đây cho nó chảy ra con ha. Nó kiểu như là mình lạnh vậy á. Rồi mình có xin thêm miso sốt nữa. Cái này á. Này là nui. Nui. Nui với sốt cà chua. Nguy hiểm rồi. Đi con đi tiếp tục. Chị đi. À, con xuống đi, con xuống cho ba bỏ đồ lên. Ngoài
thôi, em ngồi đây cũng được. Rồi ba để đồ dưới đi, ba để vali dưới. Thì có cần lấy hai cái không mẹ đẩy? Thôi. Ba để vali lên trước. Ba máng cái túi này ở đằng sau này nè, ba có cái chỗ máng kìa. Còn vali em kéo chưa? Mẹ ấy đi, để máng đằng sau nè. Đẩy xe này nhẹ lắm. Nhẹ lắm. Rồi mẹ đẩy hình nha. Tiến lên. Ủa, bây giờ lạ hả? Ba chánh dắt hình vô trong siêu thị tiện lợi ở trong sân bay Nhật để mua chơi hình thạch nè. Có ăn vị nào, có uống vị nào ba khui cho con. Uống à, vậy cái này mẹ cất lát nữa ơi, qua bên Mỹ uống nha. À, ba khui rồi con phải nói sao? Cảm ơn ba. Ngon không con? Ngon không anh? Dạ ngon à. Đi. Ăn cái này lần nào chưa? Anh cũng ăn thạch rồi nhưng mà chưa ăn thạch này thôi. Đi kiếm gì cho con ăn nữa nha. Mà đi kiếm được đồ ăn cho con ăn nha. Đây nè cả nhà. Cái sân bay của Nhật thì rất là hiện đại luôn. Nói chung là rất là gọn gàng và rất là nhiều đồ để mua. Chứ hôm nay cũng đều ăn cũng nhiều mà bán đồ sử dụng cũng nhiều. Hai vợ chồng quá cảnh khoảng 3 tiếng không bà cô chú. Nên bây giờ đi kiếm chỗ nào cho rành nghỉ ngơi với lại rành ăn uống. Cho anh nghỉ ngơi với cho anh ăn uống nữa. Lên máy bay hả, mấy cô kế bên nó cũng nói là rành đi máy bay mà không có khóc chỉ là quá ngoan luôn. Lên chơi rồi ngủ cũng không có chạy lung tung chỉ ở yên một chỗ. Hôm nay là mưa tơi tả luôn nè ông bà cô chú ơi. Mưa, nghe nó ở bên chỗ mà Cali, chỗ mình ở cũng mưa nó ông bà cô chú. Được không? Được ba con trai. Hút được không? Anh hút được kìa, anh hút gần hết luôn rồi. Đi nãy giờ đi chắc đi. Bây giờ trong cái sân bay này ông bà cô chú, nhà hàng đóng cửa quá trời luôn. Còn vỏn vẹn được có 2-3 cái à. Hai vợ chồng mình phải đi 15 phút mới tìm được một cái nhà hàng đó. Mình cho ra hình vào đây nhà hàng Nhật. Hai vợ chồng vừa ăn luôn chứ đói bụng quá rồi. Thôi có uống chứ gì vậy? Mình có kêu cho ra hình phải đi chiên với lại đậu cậu nanh. Rồi con ngồi xuống đi ba lấy đậu cho. Ngồi xuống đi ba ăn kìa. Kêu cái mì ramen Nhật ăn thử đây. Tại Nhật không biết có ngon ở Mỹ, ở Việt Nam không? Mời đại gia đình mình ăn nha. Mời ông bà cô chú nha. Cái ramen này thực ra nó không có rau rác gì ở Việt Nam, nó chỉ có hành với hai lát thịt heo thôi ha. Trời ơi, cho nó mặn dữ vậy trời. Mặn hả? Ừ, mặn chặn luôn á. Gì vậy? Một tô này có thể rơi vào khoảng tầm 200 ngàn tiền Việt Nam mình đó. Là cho một cái tô ramen như thế này nè, còn pate chiên thì 100 ngàn. Đó, thì nói chung là ở sân bay thì giá cả về nó cũng hợp lý rồi chứ nó cũng không đến nổi. Hồi nãy mình có mua đồ cho đây là nhớ cũng có mấy chục ngàn tiền Việt Nam à. Mua hai bịch thạch đó không bà cô chú? Ăn chưa quen thì cái con gì? Dạ. Cà chiên của ramen ra rồi. Còn nóng chưa con? Anh ăn đậu nè ông bà cô chú, đậu nè con ăn không có bỏ vô đây nè. Cái vỏ con bỏ vô đây nè. Ở chồng bữa nay ăn muối gói nha. Ăn cũng đúng cái vị, cũng đúng mì gói thôi mà. Dạ. Con ăn cái ở bên trong nó còn cái vỏ thì con bỏ vô đây nha con. Nha. Ngon không anh? Múc băng ra đây, múc băng đi, ăn thấy sao? Anh ăn mì không bà cô chú ơi? Anh ăn, con ngắm ăn nữa. Ăn rồi đi qua bên kia ngồi đợi nha, đợi máy bay nha không con? Ưu tiên cho anh ăn trước không bà cô chú ơi? Ngủ luôn rồi. Con có buồn ngủ không? Con
đậu trái cây không bà cô chú? Cái đó bông cải con ăn được. Xong không bà cô chú, mình đi tới chỗ lấy hành lý là xong mình đi ra. Chắc là ông Hinh với bà Liễu đang ở ngoài nhà. Bữa nay nhìn như qua khúc này nó vắng đúng không anh? Còn hôm bữa là của em đông. Có ảnh rồi đó ông bà cô chú thấy. Mang vớ hà mã mà đòi mang đôi dép hà mã nữa. Ảnh đạp cái chân anh vô cây cột á anh. À, thay tả đi ra nhà vệ sinh hai để người ta thấy ha. Mẹ. Xong rồi cái ảnh đạp cái chân ảnh vô trong cái cột xong ảnh đau cái ảnh mới hỏi Thảo không bà cả nhà ảnh hỏi là mẹ có con muốn coi chỗ ảnh đau không mà tại vì đang đứng ở cái chỗ kia cái Thảo nói thôi ảnh đi qua đây đi rồi lát nữa mẹ coi cái xong ảnh nói là không nhờ người ta anh nhờ người ta làm nhanh lắm rồi khỏi phải qua bên kia nữa sao con kiếm ai cái bông hình hả? Đợi xíu nha.
mình nhờ anh lại cái chỗ trên kia kìa, mình nhờ cái người ta lấy cho mình luôn à. Hôm bữa em cũng nhờ khỏi mua xe anh. Đây này cả nhà, giờ mình đi ra ngoài đây, mình thuê cái anh này 30 đô để anh kéo đồ đi phụ mình. Anh với Thảo thì đi làm sao hả, đuổi luôn. Bây giờ là hàng của mình cũng ở đây nè cả nhà, đợi chú Hình lấy xe lại đón. Anh em hỏi là giờ đi về nhà với bà cố không? Không có, ở đây với ông Hình. Xạo dễ xạo. Ở đây với ông Hình hả? Cứ hỏi ông Hình với bà Liễu đâu biết luôn á, không bà cô chú ơi. Hay là này vẫn còn xe xe lặng nhau mà cô chú, như Đà Lạt gì đó, như Đà Lạt dịp Tết gì đó, xe xe lặng. Vẫn còn lặng. Không phải là nó ấm hẳn đâu. Không dạ. Ra đường còn với một cái áo khác vậy nè. Gió hỏi là lặng hay là lặng? Tuần sau mới ấm. Dạ. Sau là lên 18-20 độ rồi ấm. Lần sau là anh quen múi giờ lại là anh thoải mái rồi. Có chừng trúng nha con. Ủa anh vui quá vậy ta, mệt mà vui quá vậy ta. Tới nơi ông bà cô chú mà đang chú Hình cũng tới luôn, nhưng mà tại vì đang đợi hai chiếc xe này đi nè, mình mới đem đồ lên được. Chân con hả? Bắt chân con hả? Bắt nha. Thôi con đừng có tháo ra, lạnh lắm á. Anh thấy lạnh chưa? Lạnh lắm, mẹ lạnh ghê luôn. Chuyên đồ ơi. Anh mang dép vô. Anh. Giờ kêu chú Hình, giờ kêu về. Dạ, tại vì cái xe con dịch của nó phải đóng chung á chú Hình. Tức là mình mới mở hả? Dạ. Mình mở chứ không phải. Dạ. Cái chuyến này vắng có vẻ vắng hả? Vắng á chú Hình ơi. Buồn hành lý luôn. Bữa nay chỉ có chú Hình đi đón à, cả nhà ơi. Còn cô Liễu thì mình phải đi làm rồi. Rồi anh ơi, lên xe ông Hình kìa. Lên xe. Kìa lên xe. Bây giờ là mình đi về nhà của anh. Không. Nhà của anh bên đây nhiều đồ chơi anh nhớ không? Có chiếc xe đạp màu đỏ nữa. Tức là khi ra là nó đã biết là nó cho mình đi không rồi. Chứ anh về nhà ai? Về nhà ông Hình. Về nhà ông Hình hả? Chiếc xe của trời. Con á là chú đề máy á bằng anh trời. Ông Hình cười. Nhưng mà tắt thì đề là. Ông Hình có cho không? Dạ có. Dạ có, chưa hỏi mà biết là ông Hình cho con về nhà ông Hình luôn. Để mẹ hỏi ông Hình thử nha. Còn ông Hình có cho con về nhà ông Hình không nha? Còn mấy hôm trước là mưa tơi tả ha chứ. Ông Hình ơi, anh nói là anh không có về nhà anh mà anh đi qua nhà ông Hình. Anh kêu con hỏi ông Hình là ông Hình có cho anh qua nhà ông Hình không? Cho chứ, cho anh qua nhà chứ. Ông Hình cho không? Anh nói được hai người 2 tuổi rồi đúng không? 2 tuổi rưỡi rồi đó ông Hình. Cái chân con bị sao rồi? Bị dơ rồi. Bị dơ rồi. Đại gia đình mình ơi, thì hai vợ chồng mình về tới nhà rồi đây. Vừa bưng hàng hóa vô. Mệt cả không nổi luôn á. Hôm nay bên này vẫn còn lạnh nha. Còn lạnh lắm không? Anh này cũng về là anh xài vô đồ đóng đồ chơi của anh liền. Thì hai vợ chồng thôi ra nghỉ ngơi hôm nay, ngày mai bắt đầu sẽ làm video cho ông bà cô chú mình xem nha, về cuộc sống của hai vợ chồng mình quay lại Mỹ. Cảm ơn bà cô chú mình đã đồng hành với hai vợ chồng xuyên suốt chuyến bay. Bye bye và hẹn gặp lại đại gia đình mình ở những video tiếp theo. Nghỉ ngơi xong rồi cái dọn dẹp nhà cửa lại nữa, đi mấy tháng giờ bụi quá trời luôn. Dạ rồi, cảm ơn bà cô chú đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh gia đình mình nha. Ông bà cô chú thương gia đình mình thì cho gia đình mình xin một nút đăng ký ở trên kế bên cái tên nha ông bà cô chú. Bye bye, cảm ơn bà cô chú. Bye bye cả nhà.